everyone, welcome to my class. Today we study unit 2 All New Things. Let's begin lesson 5. Chào mừng các bạn đến lớp học của cô. Hôm nay chúng ta học bài 2, những điều mới của chúng tôi. Chúng ta bắt đầu bài học nhé. Listen and sing. Chúng ta nghe và hát. Hello, hello, can you clap your hands? Hello, hello, can you clap your hands? Can you stretch up high? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say hello? Hello, hello, can you stamp your feet? Hello, hello, can you stamp your feet? Can you stretch up high? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say hello? Hello, hello, can you clap your hands? Hello, hello, can you stamp your feet? Now, let's play game, the guessing game, to reveal some words. First, you can choose one of the different colors. And second, look at a picture and guess the words. If you can't get the words, you choose another color and then you guess the word again. Kế tiếp, chúng ta ôn lại một số từ vựng. Bây giờ chúng ta cùng chơi trò chơi đoán chữ để ôn từ nhé. Đầu tiên các bạn chọn một trong các màu khác nhau. Thứ hai, nhìn vào hình và đoán chữ. Nếu các bạn không thể đoán chữ, các bạn có thể chọn màu khác và sau đó các bạn có thể đoán lại chữ. Number one, look and say, what color do you choose? Yellow. Oh, it's easy. Can you guess the words? Coat hook, is it right? Yes. Coat hook. Very good. Câu 1, nhìn và nói, các bạn chọn màu gì? Màu vàng. Ồ, các bạn có thể đoán từ gì không? Coat hook, cái móc. Very good. Number 2, what color do you choose? Blue. Can you guess? No. You can choose another color. What color do you choose? Orange. Can you guess the words? Yes. It's a table. Good job. Các bạn chọn màu gì? Màu xanh biển. Bạn có thể đoán không? Không. Bạn có thể chọn màu khác. Vậy bạn chọn màu gì? Màu cam. Vậy bạn có thể đoán từ không? Nó là cái bàn. Very good. Table. Number 3, what color do you like? Orange. Can you guess the word? No. Okay, you can choose another color. What color do you choose? Yellow. Can you guess the word? Yes, it's a pencil case. Pencil case. Very good student. Màu gì các bạn thích? Màu cam. Bạn có thể đoán từ không? Không. Các bạn có thể chọn màu khác nhé. Các bạn chọn màu gì? Màu vàng. Các bạn có thể đoán từ không? Đó là hộp bút. Các bạn giỏi lắm. Number 4, what color do you choose? Purple.
Oh, it's easy. Can you guess the words? It's a picture. Oh, very good, students. Các bạn chọn màu gì? Màu tím. Oh, nó dễ. Các bạn có thể đoán được từ không? Nó là bức tranh. Picture. Number 5. What color do you like? White. Can you guess the words? Yes. They are toys. Right. Very good. Drawers. Màu gì các bạn chọn? Màu trắng. Chúng ta có thể đoán từ này. Chúng là ngăn kéo. Very good students. Let's move to the next part. Listen and read. Lắng nghe và đọc. Listening 25. Listen and read. My name's Fong. I go to Don Ti Diam Primary School. Look at these pictures of my school. Our classroom is upstairs. It's very big. I'm in class 3C. There are 12 girls and 14 boys in my class. Our teacher is Miss Loan. There are lots of pictures and posters on the wall. We sit at tables. I sit with my friend Nam. This is my school. I love my school. Next, do exercise. Read again and circle the correct words. Kế tiếp chúng ta làm bài tập đọc lại và khoanh tròn từ đúng. What? Look at your student books and read again. Đầu tiên nhìn vào sách bài học của các bạn và đọc lần nữa. Second, circle the correct words. Thứ hai, chúng ta khoanh tròn từ đúng. For example, number one, where is Fong's classroom? Fong's classroom is upstairs. So, we circle upstairs. Ví dụ câu 1, lớp học của Fong ở đâu? Lớp học của Fong ở trên lầu. Vì vậy, chúng ta khoanh tròn chữ upstairs, trên lầu. 5 minutes to do exercise. Now, let's check your answers. Number 2, what class is Fong in? Fong is in class 3C. Circle 3C. Number 3, how many boys are there in his class? There are 14 boys. Circle 14. Number 4, what is his teacher's name? His teacher's name is Miss Loan. Circle Miss Loan. Number 5. What is on the wall of the classroom? The pictures are on the wall. Circle pictures. Number 6. Does Fong love his school? Yes, he does. Circle yes. Very good student. Next, talk about your school. Answer the questions. 5 minutes to say. Kế tiếp nói về trường của các bạn. Các bạn trả lời câu hỏi. 5 phút để các bạn nói. Are you ready? Yes. 1, 2, 3, go!
Now, look and check. Number one, where is your last room? My last room is upstairs. Number two, what class are you in? I'm in 3P. Number three, how many boys are there in your class? There are 20 boys in my class. Number four, what is your teacher's name? My teacher's name is Miss Huang. Number five, what is on the wall of the last room? Pictures are on the wall of the last room. Number six, do you love your school? Yes, I do. Very good student. You finish the exercises in your workbook, page 18. Các bạn hoàn thành bài tập trong sách bài tập trang 18 nhé. Thank you for listening. Goodbye. Goodbye. Bye 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 goodbye. I can clap my hands, I can stamp my feet. I can clap my hands, I can stamp my feet. Bye.